bằng của con. Dạ. À, bạn giống như đồ chơi của trẻ em là vì đam mê và bỏ học. Và một lúc nữa là mẹ đau, mẹ nghỉ. Dạ, bánh canh xôi đó. Dạ, xôi, sụp sụp. Cái này là nấu vừa đủ múc 5 tô thôi mọi người. Dạ, 5 tô thôi. Khi nào khách tới là nấu lại. Nấu lại. Khách tới mẹ là... cho hiệt cẩn thôi, mẹ đâu ai ăn thôi hả. Dạ. À, là mình bạn hồi nữa là cái chỗ về trước mặt đường phố, đường Trần Hưng Đạo nè. Dạ. Là nó chỗ đoàn ngưng hang đó. Dạ. Bạn sống rồi mình thấy thích thú quá bơ bỏ học. Dạ. Từ đó bỏ học là bị bà đập. Tụi em không? Ba đập tụi em không? Bắt đi học, bắn học. Mà cuối cùng bỏ học luôn hả? Bỏ học luôn. Bỏ học để bán bánh canh đó mà. Thôi chứ ăn đâu có được nhiều. Dạ. Em nói thôi chứ ăn ngon thôi chứ. Ăn ngon thôi. Dạ. Mình có cảm nhận thế nào mình mới thưởng thức cái món này, mình thấy như thế nào? Có thể cho mọi người biết cảm nhận khi vào dùng cái món bánh canh cua rời của xứ Huế. Ngon ạ. Ngon hả? À. Thời bên thì mọi người cũng bảo là món này ngon, ăn rất là ngon. À. Kinh nghiệm để nấu mà làm sao để cái tô bánh canh nó ngon. Mọi người sẽ chờ đón cái tập 2 của Mề Nga mọi người nhé. Đây ngoài trời mưa không khiếp luôn mọi người. Bánh canh cua rời 32 Phạm Hồng Thái mọi người nhé. Sáng nay trời mưa rất là lớn luôn. Mà còn có bác anh chị chúng ta về trải nghiệm cái món bánh canh cua rời tại đường Phạm Hồng Thái, thành phố Huế mọi người nhé. Còn quay mưa này. Đó, đây là bên trong quán. Đây bà chủ đang làm. Giới thiệu với mọi người đây là Mề Nga mọi người nhé. Mình kêu O nhưng mà cả nhà. Dạ. Quá như là hồi xưa mình bạn cánh hồi nhỏ. Dạ. Sau khi lấy chồng và theo nghề bà. Ở cái quán này là 32 Phạm Hồng Thái. Yeah. Mình bán mình canh cua là 24 năm. Yeah. Lúc trước là chỉ bán một tô chả cua là 3.000. Ngày xưa chả cua thôi. Sau lên 2004. Yeah. Lẻ 4 nè là hết căn cua. Bắt đầu mình bày qua làm cái món cua gà rau này. Gà, cái này gọi là gà rau. Cua gà rau của Huế. Yeah. Chứ không bỏ được gì vô hết. Yeah. Có nghĩa là nguyên chất của nó hả? Là nguyên chất của nó. Yeah. Là mình đã bán đây 24 năm. 24 năm. Từ lúc 3.000 mà cho điện lúc 30.000 một tô. Dạ. Yeah. Lúc 3.000 đến 30.000 một tô. Yeah. Hiện tại bây giờ là 30.000 một tô. 30.000 một tô. Yeah. Là cua canh cua rời. Và rời chả là 35. Yeah. Và đặc biệt nhiều cua hơn chỉ là 40. Yeah. Còn ăn gồm có một tô thực cẩm là gồm có thêm một mình heo. Yeah. Cua rời và chả cua và do heo. Yeah. Dạ. Do heo hoặc xương heo. Dạ. Nói chung là cũng có là thêm thịt heo là thêm một miếng thịt heo lắm. Mình dạ. Bán rất là nhân dạng, nhân dạng. Đông giá. Dạ. Cho để khách du lịch và khách nội địa để tẩy ăn. Dạ. Mình bán rất là cái lương tâm của mình ăn thêm nhiều cua là dạ. họ gọi dạ. Họ từ gọi vì mình có nhiều mũi rất là ăn nhiều cua. Dạ. Là họ gọi lên 50, 70. Dạ. Cái nồi nước súp này là mình dạ. Nấu trực tiếp. Nấu trực tiếp. Bạn lúc nào là nấu lúc này. Dạ, vì đã theo nghề 24 năm rồi. Dạ. Cho nên là bạn thì dự viên và yêu nghề. Rất yêu nghề. Rất yêu nghề. Còn cái nồi nước bên này là nồi gì? Công ra nồi cua này múc ra. Vì bên này để nguội, bên này để nóng. Bên này là nấu xong là múc qua bên kia. Nguội, cà không thôi để lửa chập nó ra. Dạ. Đặc biệt bên cánh chưa có bao giờ mặn. Dạ. Mình phải để một nồi nguội vào nồi nóng. Và tiếng này là nấu lại. Nấu lại. Đó. Trên này là lúc đang học lập nắm là yeah. mẹ ruột bạn bên cánh này á thì khướng một tròn yeah. bỏ thang riu yeah. Bằng cua con yeah. Bạn giống như đồ chơi của trẻ em là vì đam mê và bỏ học. Và một lúc nữa là mẹ đau mẹ nghỉ yeah. mình gánh ra bán giùm cho mẹ. Bạn gánh giùm cho mẹ cho hiệt cẩn thôi, mẹ đau ai ăn thôi hả. Yeah. Là mình bạn hồi nữa là cái chỗ về trước mặt đường phố đường Trần Hưng Đạo nè. Dạ. Yeah. Là nó chỗ đoàn ngưng hang đó. Yeah. Bạn sống rồi mình thấy thích thú quá bơ bỏ học. Yeah. Từ đó bỏ học là bị bà đập tụi em không. Bà đập tụi em không? Bắt đi học bắn học. Mà cuối cùng bỏ học luôn hả? Bỏ học luôn. Bỏ học để bán bánh canh đó mà. Để bán bánh canh đó. Ồ, lý do bán bánh canh rồi mà. Lý do bán mà. Hồi đó là thích từ lúc đó rồi. Thích từ đó rồi.
giống như bạn nào ăn nhiều chả cua thì mình thả nhiều chả cua. Chả cua này không nên thả trước. Dạ, không nên vì thả trước. Toàn bộ của cua. Dạ. À, để cho có vị ngọt. Dạ. Mình đẩy cái cua này mình bốc ra, mình cua này, dạ, mình sẵn cua này mình lừa xíu nẹt bơm mình tự làm luôn. Dạ. Là cho nên là cái miệng cua rất là đẹp. Dạ. Cua này mình gọi là cua lừa đấy. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Things are not the same. À, một nồi thì là khoảng mấy tô đấy? But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Cút trà bởi chú thôi. Rồi anh đang em đến chợ đời tô 35 nè. Đây cái này xôi là chuẩn bị chín rồi đây. Mẹ á. Chín đó xôi là chín. Năm bên chị có mốc này là chị mốc cho em rồi nhé. Rồi rồi. Còn một tố đó rồi em nặng 35 là một tố dưới đi thì chỉ một cái. Mà còn thấy cái nồi bánh canh sôi là không? Dạ sôi sụp sụp. Cái này là nấu vừa đủ múc 5 tô thôi mọi người. Dạ 5 tô thôi. Khi nào khách tới là nấu lại. Nấu lại. Khách tới là mình bắt đầu nấu lại. Đó. Đây được anh chị. Rồi. Mình but all be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Mẹ nói chung là mọi người đã có một cái bí quyết. Bí quyết riêng đó. Rồi đây một tô nữa. Cắt cái này là cái sông bên đó là cái cua. Cái cua gì? Gạch này ở cái hồ đó bạn đứng mà. Ở cũng cho. Dạ. Ở từ điện mình một mình đó. Dạ. Đây đủ gì? Chị cho ông bà. Đây là có là quán tại 32 Phạm Hoàng Thái mọi người nhé. Vừa rồi có cái. Cái này là cái này này. Bên quầy. Hai cô nội chả cua. Mình có cảm nhận thế nào, mình mới thưởng thức cái món này mình thấy như thế nào? Có thể cho mọi người biết cảm nhận khi vào dùng cái món bánh canh cua rời của sư Huế. Ngon ạ. Ngon hả? À. Rồi, ngon, ăn rất là ngon. À. À. Ăn sạch sẽ, chất lượng mà ở đấy. À, ok. Ăn khá là lạ tại vì ở ngoài Hà Nội không có món này. À, ngoài Hà Nội không có món này. Ngoài đó thì chắc là có bún này hả? Có phở Hà Nội là nổi tiếng mà. Phở Hà Nội. Mấy anh em ở Hà Nội vào tham quan trải nghiệm và khám phá ẩm thực xứ Huế mọi người. Đây là cái đánh giá công tâm của khách du lịch. Rồi cảm ơn mấy em nhé. Đây là tô bánh canh cua rời của mình mọi người. Trời mưa to thì ăn bánh canh là đúng bài luôn mọi người. Và đây là cái menu của quán. Này quán bán cả ngày mọi người nhé. Free ship 3 tô. Đây nước mơ này. Mời bà con nhé. Khám phá cái tô bánh canh cua rời. Nước lèo này nó ngọt mọi người. Ngọt thơm. Mình ăn thêm cái quầy này nữa, quầy này là đầu tiên mình ăn. Hay rồi. À đi ăn trưa rồi dạ. Ở quán đây nó cũng tiện đó mọi người, ở đây gần đây cơ quan còn nhiều á. Ok. Thôi mọi người. Rồi, chào nhá, cảm ơn nhiều nhá. Mình thấy cái quầy này khi mà nó bỏ vào trong này giống như bánh mì với mọi người nhé, nhưng mà có cái là cái quầy này ăn lạ lạ, thấm vào cái nước là ngọt. Rồi. À,
khách du lịch vào ăn rất là nhiều luôn. Yeah. Nằm ở đường Phạm Hồng Thái, đường này là đi từ Lê Lợi đi vào được. Mọi người có thể đi đường Hà Nội vào được. Mọi người. Còn một lúc đoan tay là vô ăn mà chị thì không biết nói tiếng Anh á, bao loại đi ra, cố chủ quán rất là nhiệt tình chồng tôi. À. người tự xử tới mà cô chủ quán tặng một ly trà đá rất là nhiệt tình. Dạ. Làng đúng rồi. Dạ. Nhưng mà nói về phân trường gì đó không được chứ thì nói này. Nói chung là mình cứ chân quê thôi. Chân quê. Còn lại mọi cái thì bà con ăn bà con đánh giá. Đánh giá. Rồi bà con giới thiệu. Đúng. Dạ. Con biết ó nghỉ hai năm dịch đã bị thất thu á. Bởi như bạn ngày năm ngoái kia. Hai năm dịch bị thất thu. Hai năm dịch ó nghỉ luôn à? Nghỉ luôn ho có cho bạn à. Bà nghỉ luôn bà. Em biết cả nghe. Chị bị thất thu là tôi không bạc có tiền là con bạn chứ ăn nào bà. Ăn xong ngon. Em biết rằng kêu bất đoan luôn. Nó quá ngon luôn. Mà thức tin mình chạy bất chạy được mắt á. Dạ. Nhưng mà giá cả mình muốn ăn mấy đó một tô 30 nghìn. Mình vẫn bảo 30 nghìn ở dưới ở chỗ nào còn giống chỗ nào. Dạ. Bây giờ thì giờ một cặp gia đình ở người Hà Nội cũng biết ra đây biết cặp nào có nghe có đồng lòng không? Dạ. Cặp Hà Nội nữa là đi du lịch một tuần mà ăn bình canh là ở đây hai à. Hai lần rồi. Hai lần. Mình là lần cuối cùng. Dạ. Thì họ ăn hai lần là họ sẽ tham khảo họ để ý. Giống như em đó, họ đi rất là quá ngon. Vì sao ông làm tên ô không có. À, rồi sau này đi này, để đã con về. Cũng nhờ cặp đó, vợ chồng đó mà review đầu tiên. À, là vì mình không biết. Dạ. Mình không biết. Họ này sao mấy quán nữa là họ có chạy con cáo, ông chạy. Dạ. Đó, bà ông này thôi. Ông được chạy ngay vài chục lớp bột là hạnh phúc lắm thôi. Dạ. Nói chung là ô yêu nghề giữ yêu cái đam mê. Đam mê là rất mừng. Dạ. Là thích người kia với mình á đó. Dạ. Mê là nhiệt tình. Đó loại mê. Với lại là chu đáo. À, sạch sẽ nó trong ăn uống thì ngon rồi không nói là. Dạ. Dạ. Nên thiệt em này chỉ thích bạn điêu khách đúng quả cái môn của khách thôi. Chứ chị không thích đúng quá. Dạ. Để mà phục vụ khách cho chu đáo. Dạ. Thứ hai nữa là mình niềm nở để nói chuyện khách cho vui vẻ. Dạ. Thứ ba nữa là mình giữ được cái đàng hoàng. Dạ. Đàng hoàng để khách người ta họ mà sau họ ăn rồi mà họ quay lại. Chính gốc của chú Hương lắm. Chú Hương à? À chú Hương Hà Nội á? À chú Hương Hà Nội á. Bơ này là mơ mắc mèo. Con mới uống cây là con ấn tượng ngay. Rất là thơm. Thơm mới. Mà kiểu làm nước của con là bụng tốt. Bởi là dần lúc mà say về uống một ly là tình. À, già rượu này hả? Rồi đến đây thì mình cũng xin phép bà con cô bác anh chị là cũng chia sẻ cái món ăn bánh canh cua rời của mẹ Nga. Kêu o thì o không chịu. Lâu lắm rồi chưa phải lên mẹ chứ. Dạ, lên mẹ, ví dụ lên như là lần cuối cùng của mẹ Nga. Dạ, lần cuối cùng. Hồi xưa là Nga. Dạ. Hồi xưa trẻ là dạ. Để cái bạn Nga. Dạ. À, sau đó khoảng chị Nga. 10 năm á. Đây là chị Nga. Là có để là o Nga. O Nga, phế mình là o Nga. O. Dạ. Trừ là 10 năm sau nữa là lên mẹ. Mẹ Nga. Mà không biết cô thấy 10 tuổi nè, bạn gái được 10 tuổi nữa. Mẹ luôn. Là cho mẹ luôn. Cho mẹ luôn, bây giờ hết cái kêu này. Dạ rồi được rồi, con uống nước này được rồi. Rồi. Là cho nên là họ hỏi á. Dạ. Họ hỏi, ô Nga chứ, ô thích bạn chứ, mẹ Nga. Thì đến đây thì mình cũng xin phép khép lại cái video vì hơi dài. Mẹ thì có rất là nhiều câu chuyện để chia sẻ với mọi người. Xung quanh cái món ăn là món ăn bánh canh cua rời của mẹ thôi, nhưng mà có rất là nhiều chuyện để nói. Lần sau thì hy vọng mình sẽ quay trở lại và mẹ sẽ chia sẻ nhiều hơn những câu chuyện về quá khứ này, những cái kinh nghiệm để nấu mà làm sao để cái tô bánh canh nó ngon. Mọi người sẽ chờ đón cái tập 2 của mẹ Nga mọi người nhé. Mình xin phép khép lại cái video ngày nay. Mẹ chào mọi người. Xin chào cả gia. Dạ. Con chào bác luôn hả? Dạ. 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 Dạ.